Xin chào các bạn, ngày hôm nay xe tải online được có cơ hội trải nghiệm cái xe Hyundai Gold nội địa Hàn Quốc. Thì xe này là xe được nhập khẩu nguyên chiếc hàng bãi từ bên Hàn Quốc về. Thì chúng ta sẽ cùng tham quan sơ về cái nội thất này. Điều đặc biệt nhất của cái ngôi là có một cái vô lăng 4 chấu, nó là xịn sò luôn. Cái phần đặc biệt nhất trên cái cabin này là chúng ta có một cái vô lăng 4 chấu là đẹp. Và vô lăng này giống lên các cái dòng xe Chago. Chúng ta có cái nút bấm chỉnh các cái chế độ của hệ thống giải trí. Ở đây là có logo Hyundai, mặt chrome đẹp và nó bấm còi. Thì cái vô lăng này theo mình thấy là cầm rất là vừa tay và lái rất là sướng. Nó sẽ không to quá như dòng HD. Tiếp đến là cái bảng đồng hồ tách lô. Thì chúng ta sẽ có hai đồng hồ lớn ở đây, bên này là hiển thị tốc độ tua máy, kế bên là đồng hồ tốc độ xe, và bốn đồng hồ nhỏ ở đây thì chúng ta sẽ có cái áp suất khí nén cho trước và sau, áp suất dầu bôi trơn và ắc quy. Dưới này là cái đồng hồ đo nhiên liệu và nhiệt độ nước làm mát, cùng với các cái đèn cảnh báo cái hệ thống. Thì chúng ta khá đơn giản về các cái công tắc. Và bên này thì cái cần này khá là đặc biệt, nhìn rất là xịn. Ở đây chúng ta có cái điều chỉnh ga, tốc độ không tải của ga của động cơ, và điều khiển đèn cũng như xi nhan. Ở đây là công tắc gài cầu và trích công suất cho hệ thống thị lực. Đây chúng ta có chỉnh gương bằng điện trái phải và độ cao của bóng đèn, độ cao của cái góc chiếu sáng. Đây thì chúng ta sẽ có cái công tắc xuống kính và một chạm ra bên tài khi xuống. Cửa đây thì vẫn là cửa hai chia ra hai nữa, cửa kính chia ra hai nữa. Và đây là cái mẫu xe là Gold New Power Truck. Mình điều chỉnh gương cho các bạn xem nhé. Đây là phía bên tài nè, đây là gương chỉnh điện bốn hướng. Đấy, rất là đã nhé. Phía bên hướng tắp lô về người lái này, chúng ta sẽ có một cái dàn phím công tắc. Đây là ưu tiên, cái bên là cái cần gài trích công suất, và đây là cái nút set tốc độ động cơ. Tiếp đến là có cái nút eco, thì mình nghĩ là cái vì đây là động cơ tiêu chuẩn Euro 4 thì chúng ta có cái nút eco này chạy tiết kiệm. Đây là sưởi ghế, tắt hệ thống chống trượt ASR và sưởi kính. Ở đây có cái nút kết nối tai nghe điện thoại và nghe điện thoại ở trên đại luôn, rất là hiện đại, đầy đủ đồ chơi. Dưới này là cái hệ thống điều hòa tự động. Chúng ta sẽ có cái điều chỉnh nhiệt độ, tốc độ gió, kích hoạt cái lốc lạnh, các chế độ hướng gió, lấy gió trong gió ngoài và sưởi. Rất là xịn. Bên cạnh cái đồng hồ nhỏ để hiển thị giờ và hệ thống giải trí tiêu chuẩn trên mẫu Gold này thì cũng nhìn rất là xịn, có chức năng nhiều chức năng hơn trên mẫu HD. Ở đây có cổng AUX và phần đáng thành thú vị hơn nữa đó là cái cần số này. Thì đối với thị trường bên Hàn Quốc, chúng họ sẽ xài cái số y tông này. Và theo mình biết thì xe về Việt Nam chưa có một dòng xe Hyundai nào sử dụng cái loại hộp số này. Đây là hộp số Eton 9 cấp, giống với lại trên các mẫu xe Hino 3 chân. Đây chúng ta sẽ có cái công tắc chuyển tầng HL rùa thỏ.
Đây mạch cần số chúng ta có 8 cấp số tiến, 1, 3, 2, 4 là tầng chậm, 5, 6, 7, 8 là tầng nhanh. Và một cái số xe này là số bò chậm và số lùi R, rất giống với lại số trên Hino. Đây cái cần số thì chúng ta có cái nút lùa thọ chuyển tầng đây, HL. Thì đối với loại số này thì chúng ta phải để ở vị trí số mo là số 0 đó, thì chúng ta mới chuyển tầng được. Đây mặt cần số thì chúng ta có 8 cấp số tiến, 1, 3, 2, 4 là tầng chậm, 5, 6, 7, 8 là tầng nhanh. Và số xe là số bò chậm và R là số lùi. Thì chúng ta đi tầng chậm là L sẽ chạy 1, 3, 2, 4 và bập cấp này lên là 5, 6, 7, 8. Đơn giản thôi, chạy số thì đây là cần phanh tay ok. Ở đây thì có cái, mình nghĩ là cái bàn đạp thắng, kích hoạt cái gì đó. Rồi, chúng ta có cái màn hình TV thì mình theo nghĩ là cái người chủ bên Hàn Quốc đã lắp sẵn để cho camera lùi. Đây, cái camera đã được quăng ở đây nè. Có đèn hồng ngoại, camera này là có camera hồng ngoại. Đã kết nối, các kết nối VGA. Mình cũng may mắn bắt gặp được nên là quay để cho các bạn cùng xem. Thì đi một vòng nội thất đi ha, chúng ta có cái vừa đèn cần đó, rất là đã. Những bác nào chạy HD Việt Nam rất là khoái cái này. Cái đèn nhỏ này thì đó, chúng ta có cái đèn này, gương chiếu hậu sau, các hộp đồ. Ở đây thì chúng ta có cái, theo mình nghĩ là cái định vị cắm để dữ liệu này, định vị cho xe nè, chữ Hàn không nha. Rồi bây giờ đi một vòng đi. Mình sẽ có cái loa ở sau này giống với lại tiêu chuẩn Jago. Và phía bên này, cái hộp màu cam này chúng ta là cái hộp để nhận tín hiệu từ bộ remote của người điều khiển, thì để chấp hành các tín hiệu điều khiển và định cần bơm. Ghế thì là ghế da, có tựa để tay phụ luôn. Đây, đồ chơi nha, nữa nha. Đó, chúng ta có cái bình chữa cháy tiêu chuẩn theo xe. Và cái này là cái cổng lấy sạc 12V. Này là điều chỉnh nhiệt độ. Này là điều chỉnh hệ thống giải trí. Và đèn đọc sách. Đấy, đèn đọc sách này xịn nhá. Loa này thì mình nghĩ là rất là hay vì loa in của Hyundai. Đấy là. Xin chào các bạn, nếu các bạn thấy video hay thì hãy like và subscribe kênh Xe Tải Online để có nhiều video xe tải hay hơn. Cảm ơn các bạn.